Alo, rồi thầy xin chào các em nha. Rồi hôm nay các em và thầy cùng nhau bước qua chủ đề tiếp theo ha, đó là chủ đề D, đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số. Khi mà chúng ta đã tham gia Internet ha, thì bên cạnh những cái lợi ích, những cái tác động tích cực từ Internet giúp chúng ta trong nhiều việc như là tìm kiếm thông tin trên Internet nè, rồi gửi thư điện tử nè, vân vân ha, thì bên cạnh đó thì Internet nó cũng có cái mặt trái của nó ha, có những điều không tốt ha. Thì đó là những điều không tốt, đó là gì ha? Thì chúng ta sẽ đi vào bài số 1, mặt trái của Internet. Rồi mặt trái đó là gì ha? Sau bài học hôm nay thì các em sẽ nắm được, đó là nêu được khái niệm về virus máy tính và phần mềm để diệt virus ha. Rồi chúng ta nhận thấy được những cái tác hại khi chúng ta sử dụng Internet. Rồi thứ ba nữa là ngoài những tác hại đó thì chúng ta cũng nêu được những cái biện pháp để phòng ngừa những cái tác hại đó ha. Rồi hoạt động thứ nhất, các em hãy cho thầy biết là những việc nào sau đây có thể là máy tính chúng ta bị nhiễm virus. Thứ nhất là chúng ta sao chép dữ liệu từ USB đang nhiễm virus. B là chúng ta tải một tài liệu từ thư điện tử. Trong cái thư điện tử người ta gửi đến cho mình ha, có một cái đường link, mình sẽ bấm vào đường link đó, mình sẽ tải về máy chúng ta ha. Rồi C là chúng ta gửi một thư điện tử đến người khác. Rồi D là chúng ta nhấp chuột vào một link quảng cáo sản phẩm trên Facebook hay là trên một website nào đó. Rồi E là chúng ta tải tài liệu từ link trên Facebook hay là link trên website nữa ha. Rồi F là chúng ta soạn thảo văn bản trên Word. Rồi G là chúng ta nghe nhạc trên YouTube. Rồi bây giờ là những cái hành động nào là có thể là làm cho máy tính ta bị nhiễm virus. Thứ nhất là gì? Cái việc mà sao chép dữ liệu từ USB mà đang nhiễm virus là đương nhiên rồi ha. USB mà đang nhiễm virus mà chúng ta chép vào máy là nên sẽ bị lây ha. Rồi chúng ta tải một tài liệu từ một cái thư điện tử ha, cái này cũng rất là nguy hiểm ha, cái đường link đó thì cũng rất là nguy hiểm. Thứ ba đó là gì? Chúng ta nhấp chuột vào một cái link quảng cáo sản phẩm trên Facebook hay trên website nào đó thì cũng rất là nguy hiểm ha. Điều này là dẫn đến chúng ta sẽ dễ bị nhiễm virus ha. Rồi và chúng ta tải tài liệu từ link trên Facebook cũng vậy ha. Như vậy là chúng ta có bốn cái ha. Rồi bốn cái này là sẽ dễ làm cho máy chúng ta bị nhiễm virus. Rồi như vậy virus là gì? Chúng ta sẽ điền vào chỗ trống những từ còn thiếu ha. Virus máy tính là một chương trình ha mà là gì, có khả năng tự nhân bản lên thành nhiều, từ một con thành hai con hay cấp số nhân ha, 2 4 8 16 32 nhân, rất là chóng mặt luôn ha. Chính vì nhân như thế là làm cho là gì, tài nguyên chúng ta bị tiêu tốn ha, và máy chúng ta bị chậm ha, tại vì nó đang phát sinh nhân 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 lên đúng không? Đấy, thì sẽ là tốn tài nguyên dung lượng bộ nhớ, hoạt động CPU, RAM vân vân ha. Rồi và sẽ lây lan qua cái thiết bị lưu trữ dễ lây lan ha. Giống như là USB nè đúng không, thẻ nhớ nè, và lây qua mạng nữa đúng không. Đấy, khi mà máy chúng ta có virus rồi, chúng ta bị lây nhiễm rồi, chúng ta gửi thư mà chúng ta gửi file cho bạn bè thì cái file đó cũng sẽ bị lây nhiễm ha. Rồi như vậy là gì, virus máy tính là một chương trình, một phần mềm ha, có khả năng tự nhân bản ra thành nhiều con ha, nhiều con virus và lây lan qua cái thiết bị lưu trữ và qua mạng ha. Rồi như vậy thì để mà giúp chúng ta là diệt trừ cái những con virus này thì chúng ta phải có một cái phần mềm giúp chúng ta là quét đi tìm virus và diệt virus ha. Thì hiện nay trên mạng cũng có rất là nhiều phần mềm nổi tiếng ha, giúp chúng ta là diệt virus. Trong máy tính chúng ta khi mà cài hệ điều hành cũng mặc định có sẵn một chương trình diệt virus ha. Thì ví dụ như là gì, ví dụ như khi mà chúng ta cài máy vô á thì chúng ta có cái phần mềm là Windows Security hay là Defender gì đấy, thì đây là một cái phần mềm, một cái lá chắn bảo vệ giúp chúng ta là chống lại virus ha. Này ha, đây virus, những cái mối nguy hiểm ha, bảo vệ những virus và những mối nguy hiểm ha. Chúng ta đang bật chế độ bảo vệ lên một cái lá chắn này ha, rất là an toàn ha. Chúng ta lướt web lên mạng hay là file gì đấy, ok ha. Rồi và thứ hai là chúng ta cũng có thể lên mạng tải chương trình là BKAVRO ha, xài phiên bản miễn phí cũng được hay là có phí cũng được ha.
Rồi, hoặc là rất là nhiều chương trình như là Avira hay là Big Defense hay là vân vân, rất là nhiều thứ ha. À, còn miễn phí là do chương trình của Win 10 có sẵn chương trình Windows Security, Windows Defender ha. Rồi. Rồi, chương trình virus là gì? Một cái chương phần mềm diệt virus chính là công cụ hữu hiệu ha, nó có tác dụng là giúp chúng ta máy tính chúng ta phát hiện và ngăn chặn hoặc có thể là loại bỏ tiêu diệt virus máy tính ha. Công cụ hữu hiệu. Rồi. Chúng ta hãy đi vào hoạt động số 2 ha. Hãy đánh dấu X vào những phát biểu nào được coi là đúng ha. Rồi, chúng ta thấy là gì? Phát biểu là virus máy tính có thể lây lan cho con người được không? Virus máy tính thì chỉ lây cho máy tính thôi, cho các thiết bị lưu trữ thôi chứ không thể nào lây cho con người ha, con này là sai. Virus máy tính chỉ lây qua máy tính là cái này đúng ha. Rồi, virus máy tính có thể nhân bản nhiều lần đúng ha. Về định nghĩa hồi nãy ha, tự nhân bản nhiều lần và lây lan ha. Rồi, virus máy tính có thể tiêu diệt bằng thuốc kháng sinh được không? Máy tính chúng ta, trong là lấy thuốc kháng sinh chúng ta tiêm vô, ta xịt vô máy cho hư luôn ha. Không được ha, virus máy tính không thể tiêu diệt bằng thuốc kháng sinh. Rồi, virus máy tính là một chương trình phần mềm đúng không? Chính xác ha. Virus máy tính là một chương trình phần mềm. Rồi, phần mềm diệt virus máy tính chỉ có tác dụng với máy tính để bàn, không có tác dụng với máy tính xách tay. Câu này sai nha. Tại vì nó có tác dụng hết tất cả các máy tính luôn ha, để bàn hay xách tay gì đấy. Rồi, phần mềm mà diệt virus có thể phát hiện diệt virus đúng không? Đúng ha. Đúng. Rồi, có thể nhìn thấy virus máy tính dưới kính hiển vi không? Chúng ta không thể thấy ha. Khi mà virus lây lan cho con người á thì chúng ta mới nhìn thấy. Còn cái này là chúng ta không thể thấy được ha, nó là phần mềm ha, không thấy được, chỉ có những chương trình mới thấy được. Rồi, như vậy đáp án của chúng ta ha. Đây là những câu đúng và những câu sai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp hoạt động 3 ha. Em hãy kể tên, em hãy liệt kê tất cả các tác hại có thể gặp khi sử dụng Internet. Hàng ngày chúng ta thường hay lên mạng đúng không? Hay sử dụng Internet thì chúng ta gặp những tác hại gì ha? Tác hại đầu tiên nhất là gì? Chúng ta sẽ có thể là dễ bị nhiễm virus. Chúng ta không biết đường link nào là sạch sẽ, đường link nào là có virus ha. Mà chúng ta cứ bấm bấm như những cái link trên trang web hoặc là bạn bè gửi link chúng ta chúc mừng bạn đã trúng thưởng này nọ kia ha, hay là bấm vào đây để xem phim hay game hay hay gì đó, là những đó rất là nhiều virus ha. Chúng ta hạn chế bấm vào những đường link lạ ha. Rồi, thứ nhất. Thứ hai là gì? Chúng ta lên internet nhiều quá là làm cho dần dần đầu óc chúng ta lười suy nghĩ, mất khả năng lực sáng tạo ha. Ví dụ nhiều khi môn toán học phép nhân cộng trừ nhân chia hay là những cái gì mà người ta không biết, chúng ta cũng hay lên Google người ta sạp ha. Thì như vậy là gì? Đâm ra là nhiều ngày như vậy thì chúng ta lười suy nghĩ, lười động não ha. Cái gì cũng lên Google, cái gì cũng cần sự trợ giúp của Google ha. Chúng ta không chịu suy nghĩ, nhớ lại vấn đề, nhớ lại lời thầy cô giảng bài hay là vân vân ha. Rồi, nhờ thứ ba nữa là chúng ta sẽ bị nghiện internet ha. Mỗi một ngày mà chúng ta thử không lên mạng rồi, có rất là nhiều bạn học sinh trẻ em hiện nay á, mỗi ngày mà không mở máy tính cơ hay là điện thoại coi YouTube á, là người ta cảm thấy khó chịu. Mỗi ngày mà không chơi game cảm thấy khó chịu. Mỗi ngày mà không mở Facebook, Zalo hay TikTok lên xem mà cũng khó chịu luôn, đúng không? Như vậy là người ta đã bị nghiện internet rồi ha. Rồi, cái cuối cùng nữa là gì? Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi nội dung xấu. Khi mà chúng ta lướt web lên mạng nhiều quá thì là gì? Chúng ta bị quảng cáo quảng bá những cái nội dung xấu ha. Rồi. Rồi, chính vì những tác hại như thế ha, với bốn cái tác hại như thế ha, thì chúng ta phải có một cái biện pháp để khắc phục được bốn cái tác hại này nha. Rồi, bây giờ thứ nhất là máy tính nhiễm virus đúng không? Thì làm sao? Thì cách đơn giản là gì? Chúng ta sẽ là hạn chế nhấn vào những cái link lạ. Nhiều khi chúng ta dễ bị dụ lắm. Bạn bè chúng ta nhắn qua Facebook, Zalo, gửi một cái đường link. Game hay bấm vào đây để tải về, phim hay bấm vào đây để xem, chúc mừng bạn đã trúng thưởng thẻ cào, bạn đã trúng thưởng được lì xì tặng quà hay gì đó, để nó cái đường link là bấm vào không thấy quà đâu, không thấy tiền đâu mà thấy virus nó bay về đầy máy, nguy hiểm mà. Hạn chế nhấn vào những đường link lạ, những đường link mà trúng thưởng hay là tặng quà gì đấy. Và cái thứ hai là chúng ta nên tải một cái phần mềm diệt virus về để cài vào máy. Đây, đó là cách mà chúng ta là gì? Không mở email lạ, link quảng cáo đúng không? Rồi, để tránh nhiễm virus.
Và chúng ta nên cài một phần mềm diệt virus vào ha. Rồi, cái tác hại thứ hai là gì? Lười suy nghĩ đúng không? Lười động não để giải quyết vấn đề thì bây giờ chúng ta hạn chế lên Google ha. Chỉ trừ trường hợp mà thật sự khó khăn lắm, quá khó thì chúng ta mới lên Google. Còn những cái gì ở đơn giản vừa vừa thì ta nên suy nghĩ giải quyết vấn đề luôn ha. Rồi, thay vì phải tìm Google. Rồi, cái thứ ba là gì? Nghiện internet. Chúng ta bị nghiện internet. Một ngày chúng ta lên internet cả cả 5 giờ, cả 10 giờ, có khi cả ngày ngồi lang thang trên internet xem phim, chơi game, đúng không? Chắc chít TikTok. Thì bây giờ chúng ta phải đặt ra một cái kế hoạch, một cái thời gian nào đó. Cái gì một ngày chúng ta chỉ cần lên 2 tiếng thôi hoặc là 3 tiếng thôi, đúng không? Ban đầu thì chúng ta 10 tiếng đi, ngày nào cũng chơi game lên xem phim 10 tiếng thì ta giảm bớt xuống 5 tiếng thôi, đúng không? 5 tiếng. Rồi từ từ ta giảm xuống 4 tiếng, rồi 3 tiếng, từ từ có thể cả ngày không thèm lên luôn, đúng không? Ví dụ vậy, chúng ta nên chơi những trò chơi vận động như là đi đá banh, tập thể dục, rồi đi bơi, hay là bài tập, hay là lập trình game, nghe nhạc gì đấy. Nói chung là chúng ta hạn chế lên internet quá nhiều giờ ha. Rồi, cái cuối cùng là gì? Bị ảnh hưởng bởi những nội dung xấu thì chúng ta sẽ không truy cập vào những trang web xấu rồi chị ha. Chúng ta chỉ truy cập vào những trang web lành mạnh ha. Rồi, đấy là những cái biện pháp để giúp chúng ta phòng tránh những cái tác hại của internet ha. Rồi, củng cố bài học nha. Các em sẽ tự tóm tắt lại ha. Virus máy tính là gì? Virus máy tính là một chương trình có khả năng tự nhân bản và lây lan qua các thiết bị lưu trữ như là USB, thẻ nhớ và lây lan qua mạng ha. Rồi, là công cụ phần mềm diệt virus là công cụ hữu hiệu có tác dụng là phát hiện khi mà chúng ta có cài chương trình diệt virus trên máy ha. Hoặc là chúng ta bật chế độ bảo vệ của Windows Defender trên Win 10 ha. Thì chúng ta lên mạng mà có virus là nó sẽ báo chúng ta ha. Chúng ta bấm vào đường link mà có virus cái là sẽ báo chúng ta ha. Chúng ta ngăn chặn không tải virus để về máy ha. Rồi. Rồi những cái này chúng ta tự coi ra những cái biện pháp ha. Để chúng ta khắc phục những cái tác hại của internet ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tự kiểm tra ha. Các em hãy trả lời cho thầy ba câu hỏi này ha. Chúng ta thử không nhìn tài liệu, chúng ta trả lời được cho thầy ba câu hỏi này và chứng tỏ chúng ta đã hiểu bài và thuộc bài ha. Rồi, bài học đây là kết thúc ha. Thầy xin chào và xin hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Rồi, bye bye cả lớp ha.